Harry Quân lần đầu đóng vai chị đại, Trấn Thành nói nghe một câu. Đoạn tin nhắn giữa Trấn Thành và Harry Quân khiến dân tình không khỏi thích thú. Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Harry Quân còn ghi dấu ấn khi tham gia nhiều dự án phim như Bệnh viện Ma, 49 ngày 2, chàng trai năm ấy. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có chuyện tình yêu kéo dài 8 năm hạnh phúc với MC Trấn Thành. Mới đây nhất, Harry Quân khiến dân tình thích thú khi đăng tải màn hình đoạn tin nhắn giữa cô và chồng. Được biết, Harry Quân đang tham gia vai diễn trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc tên Miss Mate của đài JTBC. Trong phim, cô vào vai nhân vật Ta Oan, người cầm đầu sừng sỏ. Cụ thể, Trấn Thành đã liên tục trêu chọc Harry Quân khi thấy hình tượng mới của vợ bằng những câu như: mẻ quá, sao nhìn nó xàm dữ vậy ta?", "Tôi nhìn thôi đã cười rồi, hỏi thoại. Trước thái độ của chồng, Harry Quân đã bức xúc cho biết, rõ ràng mặt mình tạo dáng dữ vậy mà. "Sao chồng mình lại nói vậy ta?" "Ủa bộ không thấy tôi dữ hả?" Phía dưới phần bài viết dân tình đã thi nhau thả ha ha, bày tỏ sự thích thú trước tạo hình mới Harry Quân. Đoạn tin nhắn giữa Trấn Thành và Harry Quân về vai diện mới của cô. Harry Quân bất ngờ nhận được hoa từ người đặc biệt không phải Trấn Thành. Harry Quân tiết lộ bản thân đang thất nghiệp nhưng bất ngờ vì được nhận hoa từ một người. Bà xã Trấn Thành chia sẻ, thất nghiệp đầu xuất nên ở nhà dưỡng sinh để hồi phụ. Đang đăng cái túi, tự dưng có bó hoa được nhận. Tưởng chồng mình tặng, mà suy nghĩ lại cũng không có lý do gì để tặng. Mình hỏi ai tặng? Thì nghe nói khả như tặng trong đầu mình nghĩ ủa có lộn không mình có chúc mừng gì đâu mà tặng ta nghe em đưa hoa bảo chị như nói tội chị thương chị nên tặng hôm nay bị tụt bút đang buồn đang đang cái túi mà bà mèo biệt danh của khả như phóng viên làm mình cười điên lên điên xuống chắc thấy status mình buồn bã gì nên tặng đại không cần biết lý do trời ơi bà mèo ơi sao cưng dữ vậy theo đó harry quân bày tỏ sự bất ngờ vì được khả như tặng hoa dù không nhân dịp gì cả khi được hỏi về lý do, người giao hoa chỉ nói đơn giản là do khả như thấy Harry quân buồn nên tặng hoa để giúp tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Harry quân và khả như vô cùng tốt đẹp, đáng ngưỡng mộ. Bằng tương tác của Hari quân và khả như khiến dân tình không khỏi thích thú. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và nhiều chương trình. Gần đây, Hari quân gây sốt khi xuất hiện với vai trò ban cố vấn tại chương trình hẹn hò đảo tiên đường Paradise Sa Sơn. Trong tập 1, cô dành nhiều lời khen ngợi đối với Hà An Huy. Quán quân Việt Nam, Idol 2023 vì vẻ ngoài điển trai cùng sự ca lăng khi cần hộ vali cho các người chơi nữ.